Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitide, Lysania làm thủ hiến xứ Anbilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Zacharia trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Như có lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, và tập trung với cái chủ đề mà tôi chọn, đó là niềm hy vọng. Những bản văn phụng vụ lời Chúa hôm nay không ngừng nhắc lại cho chúng ta điều đó. Và nếu chúng ta phải khởi sự một công chuyện gì, hay khi chúng ta gặp những cái trở ngại gì, thì cái niềm hy vọng là một cái động lực tích cực nâng đỡ bước tiến của chúng ta. Mà thật thế, có rất nhiều trường hợp trong cuộc sống đời thường cần phải có hy vọng để mà sống. Một bệnh nhân trước khi phẫu thuật, một bệnh nhân bị bệnh COVID, thì chính những nạn nhân đó và người nhà cũng đứng trước hai cái trạng thái tâm lý, đó là lo âu và hy vọng. Một quân nhân ra chiến trường thì chính anh đó và gia đình cũng đứng trước hai cái trạng thái tâm lý, lo âu và hy vọng. Một người cha và một người mẹ luôn luôn trông đợi đứa con của mình khi đi xa trở về. Họ luôn hy vọng không có cái chuyện gì không may xảy đến cho con của mình. Trong tất cả các cái trường hợp trên và những trường hợp khác nữa, thì cái trạng thái tâm lý sẽ trở nên vui mừng khi bệnh nhân được giải phẫu, khi bệnh nhân được điều trị tốt đẹp, khi anh lính trở về nhà còn nguyên vẹn, khi đứa con của người cha của người mẹ đó trở về bình an. Cho nên thì tất cả đều sống trong cái niềm hy vọng. Đặc biệt hôm nay chúng ta lưu ý đến dân Do Thái. Dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon.
bị tước đoạt hết tài sản. Họ thường sống rất là đau khổ, nghèo khó, sống phân ly. Họ trông cậy vào Chúa, luôn luôn hy vọng trông đợi cái cuộc lưu đày này chấm dứt càng sớm càng tốt, để có cơ hội trở về Jerusalem. Họ luôn luôn có niềm hy vọng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại quê hương thân yêu của họ. Chính lúc đó, tiên tri Baruch đã đốt lên ngọn lửa hy vọng nơi dân bị lưu đày ở những người đồng hương của ông. Ông nói: Hỡi Jerusalem, hãy cởi bỏ áo tang chế và sầu khổ của ngươi. Hãy mặc lấy sự uy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa sẽ ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Hãy hy vọng điều đó. Ở đây chúng ta lưu ý hai chuyện. Trước hết là chính Chúa tỏ ra vinh quang của Ngài khi đưa dân Do Thái trở về thành Jerusalem, và chính Ngài cũng gieo niềm hy vọng vào họ. Kế đến là dân tộc Do Thái lúc đó cũng có một cố gắng. Họ luôn luôn cậy dựa vào Chúa, và Ngài trở về cũng đến với họ trên con đường trở về đầy niềm vui và nụ cười. Đến lượt chúng ta, việc lưu đày đó cũng sẽ đến với chúng ta với những hình thức khác nhau. Cuộc sống khó khăn đang giày vò chúng ta, đang làm chúng ta lo lắng. Cho dù những khó khăn này thuộc về sức khỏe thể lý, như những cơn bệnh, những cơn dịch bệnh, những tai nạn, cho dù những khó khăn này thuộc về bệnh viện tinh thần, như tội lỗi, những thói quen xấu, chúng ta sẽ đau khổ vì nó. Nhưng mà chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm khi chúng ta cậy dựa vào vị cứu tinh đến để đưa chúng ta ra khỏi cái đêm tối đó. Về phương diện tinh thần, chúng ta cần phải khám phá ra rằng trong tâm hồn của chúng ta cũng có những cái vũng, những cái ao cần phải lấp đầy. Trong tâm hồn của chúng ta cũng có những chông gai cong quẹo cần phải sửa lại cho ngay thẳng. Trong tâm hồn của chúng ta cũng có những cái con đường gồ ghề cần phải san bằng. Những thứ đó do tội lỗi, do tính xấu của chúng ta gây ra. Và chúng ta luôn luôn hy vọng rằng nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ có sự thay đổi. Và sự thay đổi này sẽ thực hiện được một cách tốt đẹp. Chính những lúc đó thì chúng ta lặp lại cái lời kêu gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài kêu gọi mọi người, trong đó có chúng ta, hoán cải, nghĩa là phải có một sự thay đổi trong đời sống chúng ta. Và chúng ta nên lưu ý rằng sự hoán cải của chúng ta nếu có là nhờ ơn của Chúa. Ơn của Chúa thì mạnh mẽ hơn những cố gắng cá nhân của chúng ta. Ơn của Chúa làm cho chúng ta ra khỏi cơn lưu đày do tội lỗi và dẫn chúng ta về quê hương của những niềm vui với Chúa. Chính vì thế, cho dù chúng ta sống giữa những khó khăn không thể tưởng tượng mà chúng ta có phải chịu, thì chúng ta cũng phải giữ vững niềm hy vọng vào Chúa, bởi vì chúng ta tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta. Và bằng cách này hay là bằng cách khác, Chúa sẽ đưa chúng ta ra khỏi những khó khăn đang gây khó cho chúng ta. Chúa sẽ giữ chúng ta trong tầm tay của Ngài và đưa chúng ta ra khỏi những thử thách mà chúng ta phải chịu.
chúng ta phải hy vọng vào Chúa. Mùa vọng được biểu thị cách riêng là để khơi dậy niềm hy vọng rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ngọn lửa nhỏ này sẽ giúp chúng ta bước đi, cho dù ngay giữa những cái đêm tối rất tối tăm của cuộc đời của chúng ta, bởi vì chúng ta tin chắc rằng có Chúa đồng hành với chúng ta và Chúa dẫn chúng ta về quê hương bình an và niềm vui của Chúa. Anh chị em thân mến, nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta chịu đựng rất nhiều đau khổ, thất vọng. Chúng ta sống trong cảnh khốn quẫn, tâm hồn của chúng ta thấm đẫm sự buồn chán và chúng ta bị đau đớn thể xác và tinh thần. Những lúc đó Chúa luôn hiện diện với chúng ta, Ngài trông coi chúng ta, nâng đỡ chúng ta và Ngài thì thầm với chúng ta. Đừng sợ, hãy tin tưởng vào Chúa, ánh sáng sẽ trở lại cuộc sống. Và lúc đó niềm hy vọng trở về và gặp lại chúng ta. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong những ngày tháng của cuộc đời của chúng ta, và đặc biệt là trong những ngày tháng của cơn cái dịch bệnh khốn khó này.